Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Đàm Thị Uyên, năm 2 tuổi, pháp danh Diệu Minh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát buổi nguyện giảng nói về những sự không thể nghi bàn của Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và con được thiện tri thức là Thầy Tam Tạng cùng các bạn đồng tu hàng ngày hướng dẫn con tu tập. Con xin tâm cảm động chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài. Con xin phát lời thệ nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay trở đi đến tận cùng đời vĩnh lai, hiện đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp, con được xin quy nương tựa nơi Ngài của Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện từ nay trở đi đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp, con dùng trăm nghìn phương tiện khiến dụ giáo hóa chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy theo Ngài, hầu lắm cho các chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài mở lòng từ bi xót thương mà chứng minh cho sự quy cùng lời cầu nguyện của con, khiến cho đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất điều này. Hiện con là người phàm phu ngu si, tội chứng xấu nặng, nghiệp chứng sâu dày, ngưỡng mong Đại Thánh mở lòng từ bi xót thương đến con cùng tất cả chúng sinh, mà Ngài gia hộ cho con cùng tất cả muôn loài đều được an lạc, mọi việc đều như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng mau chóng tiêu trừ, tốt giáo đều mau chóng thoát sinh tử, thành đạo bồ đề, quảng độ chúng sinh. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kệ tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Bồ Tát Địa Tạng nơi cõi nước phương Nam, hương hoa mây vẩn vũ lành tốt cảnh trang nghiêm, chư Phật khen Địa Tạng Bồ Tát mười phương tin Địa Tạng nước vô lượng lòng tự chứa anh lành độ sanh bao số kiếp, tay cầm sẵn gậy vàng cứu chúng sinh khỏi ngục, tay cầm châu sáng tròn hào quang khắp đại thiên giúp tất cả chúng sinh chọn nên đạo vô thượng. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sinh giới định tuệ nghiêm minh, quy nơi Tam Bảo, thực tập tâm Bồ Tát, cúng dường cho cha mẹ, báo hiếu cho ông bà, giữ giới nguyên kiên trì, giúp người trong hoạn nạn an vui và tự tại, từ chối những lời mời, lời dục vọng thấp hèn, những phước báo đã làm, hồi hướng đến khắp nơi, nguyện thoát khỏi sinh tử. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sinh tu tập hạnh Địa Tạng, được 28 điều lợi ích, được chư Phật hộ độ, được phước báo quả lành, được chứng đạt nhập lưu, được có tâm bồ đề, được thức ăn đầy đủ, được sức khỏe sống lâu, được tránh khỏi tai nạn, được tránh khỏi trộm cướp, được chúng sinh cung kính, được Bồ Tát hộ trì, được thân thể khỏe mạnh, được làm nghề nghiệp lành, được thân hình tướng tốt, được sinh về cõi trời, được làm bậc thánh vương, được trí huệ viên mãn, được vạn sự như ý, được gia đình hạnh phúc, được tư trừ tai họa, được dứt hẳn nghiệp ác, được đi đứng an toàn, được chiêm bao vui vẻ, được người thân thoát khổ, được sinh nơi an nhàn, được Bồ Tát ngợi khen, được nhanh lợi thông minh, được trí huệ từ bi, được rốt ráo niết bàn nơi cõi trời đao lợi. Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng Đại Bồ Tát công hạnh rất rộng sâu, lời dạy đến ngàn sao trời người đều thoát khổ. Nay con phát nguyện rộng mãi mãi quy Ngài Địa Tạng, tu tập hạnh Địa Tạng trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ cùng pháp giới chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Nghi thức tụng kinh. Tịnh pháp giới chân ngôn, Án Nam Tóa Ha, Án Nam Tóa Ha, Án Nam Tóa Ha. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu dị ma ha, tu dị ta bà ha, tu dị ma ha, tu dị ta bà ha, tu dị ma ha, tu dị ta bà ha. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, Án Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ Đạt Mạng Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ Đạt Mạng Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ Đạt Mạng Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Dâng hương, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, trí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Bạch Phật, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm Tân Sửu, con đệ tử là Lê Thị Thúy, 43 tuổi, pháp danh Diệu Nga. Con xin được phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trọn quyển. Con nguyện khắp mười phương ba ngôi Tam Bảo, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật cùng chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng từ bi chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con tâm bồ đề kiên cố, trí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Con lại mượn cầu chư Phật phóng quang tiếp độ cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sinh. Cùng tất cả chúng sinh trong tận cùng hư không chọn khắp pháp giới, sớm rõ đường lành thoát vòng mê muội vượt khỏi u đồ siêu sinh lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kệ
kệ tán thán Đức Phật, Đức Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận, quán tưởng Phật chúng sinh kính thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân quan ảnh hiện, cúi đầu xuyên hệ nguyện quy y lễ Phật, chí tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện, vị nai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ, nam mô ta bà giáo chủ đường ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương nai hạ sanh di nặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chú đại bi, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ma ly, nam mô hắc gia đát ma đa gia dạ gia, nam mô a dị gia bà lô yết đế thức bát gia gia bồ đề tật đoà bà gia ma ha tát đoà bà gia ma ha ca lô ly ca gia an tát bán gia phật duệ chú đát na đát toàn, nam mô tất kiết nật đoà y mông a dị gia bà lô kiết đế thức phật gia năng đà bà, nam mô la gia cẩn trí hê dị ma ha bản đa sa mê tát bà a tha động du bằng a thệ dựng tật bà tật đa la ma bà tật đa la ma bà già ma phạt đạt động đa đề tha na bà lô hê lô ca đế ca gia đế di hê dị ma ha bồ đề tật đoà tật bà tật bà ma gia ma gia ma hê ma hê dị đà dựng cu nô cu lô yên mông độ nô độ lô phật xá gia đế ma ha phật xá gia đế đà gia điện dị ni thất phật gia gia giá gia giá gia mạ mạ phạt ma gia mục đế nệ y hê di hê thất na a gia sâm phật gia xá nội phật sa phật sâm phật gia xá gia hô lô ma gia hô lô hê dị ta ra tất dị tô dô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ mi đế dị dạ la sa cẩn trì địa dị sắc ni na ba dạ ma la ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà du nghệ thất bán gia dạ ta bà ha la sa cẩn trì ta bà ha ma gia la sa ta bà ha tất gia tăng a mục khê gia ta bà ha ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha giả kết gia a tất đà dạ ta bà ha ba đà ma kết tất đà dạ ta bà ha la sa cẩn trì đoàn đà gia dạ ta bà ha ma bà dị thắng yết gia dạ ta bà ha nam mô gia đát na ra gia dạ gia nam mô a dị gia bà lô kiết đế thuyết bán gia dạ ta bà ha an tất điện đô mạn đa gia bạc đà dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa gia bạc đà dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa gia bạc đà dạ ta bà ha nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phát nguyện lạy đức tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trí kinh địa tạng trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, hết một đó thân này đồng sinh cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài tựa về địa tạng Bồ Tát. Chí tâm quy mạng mễ u minh giáo chủ bồn tôn địa tạng Bồ Tát ma ha tát đại đức từ bi đại giáo chủ địa là dày chắc tạng chứa đủ cõi nước phương nam mổ lưỡi mây thơm dưới hương dưới hoa hoa vần vũ mây sinh mưa báo số khôn lường lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường người trời bạch Phật nhân gì thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường chư Phật ba đời đồng khen chuộng mười phương Bồ Tát trung tiên tưởng nay con sẵn có thiện nhân duyên ngợi khen địa tạng đức vô lượng lòng từ do chứa hạnh lành trải ba số kiếp độ sinh khỏi làn trong tay đã sẵn gậy vàng rộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh tay cầm châu sáng tròn vìn hào quang xoay khắp 3000 đại thiên diêm vương trước điện chẳng hiền đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn địa tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của dân diêm phù nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kệ khai kinh Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu lai con thấy nghe chuyên chỉ tụng nguyện tỏ như nai nghĩa nhiệm màu nam mô u minh giáo chủ hoàng nguyện độ sinh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô u minh giáo chủ hoàng nguyện độ sinh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô u minh giáo chủ hoàng nguyện độ sinh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô u minh giáo chủ hoàng nguyện độ sinh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện phần kinh văn. Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện lợi ích kẻ có lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy một khuyên tu thánh đạo lúc đó ngài địa tạng đại bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xét chúng sinh trong cõi diêm phù đề sinh tâm động niệm không chi chẳng phải là tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn những hạng người lại đó như kẻ mang đá lặng đi trong bùn đầy càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chân đạp lún nút sâu những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho hoặc là đội dùm hết cả vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh lại dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi bùn đầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác bắt đầu từ mảnh muốn rồi lần đến nhiều vô lượng đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung
thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan nọng và thắp đèn dầu, hoặc truyền đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chi Phật nằm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung đó, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết, hoặc cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn trốn ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng đến nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ đó lên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời, rồng, tám bộ chúng, người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảnh muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sinh vào cõi trời, cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc nấy ương mị, phải đối biện chậm sinh vào chốn lành, huống gì là người chết kia lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phước nào, chút phước lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sao đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc lỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, bằng hạt cát, bằng một mảy bụi nhỏ, thì tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả. Hai trưởng giả bạch hỏi khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả từ lâu đã chứng quả vô sinh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Ba, kẻ còn người mất đều được nội. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, lay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng thuở vị nay sau, nương nôi vai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Lấy ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị nay lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sinh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện no tu tạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cùng người thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó lên cố gắng mà tu hành, thời hưởng đặng phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sinh, ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng làm cốt nhục thân tiến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp, muôn kiếp. Lại vậy nữa, lấy ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức người chết được hưởng 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế tất cả những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường trí tâm cầu khẩn, thời những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi có số nghìn muôn đức ma do tha thủy thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả Đại Biện vui mừng vâng lời dạy, nằm lễ mà nuôi ra. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.